Dạ, con xin được gửi lời chào đến quý cha, quý tu sĩ và quý cộng đoàn giáo xứ Bến Gỗ ạ. Còn có Chúa, nếu không chẳng biết làm sao. Cũng may đời con có Ngài, nhẹ vơi đi nhiều tê tái. Cũng may con còn có Chúa, nếu không chẳng biết làm sao. Biết bao nhiêu điều vây khốn quên mình, mà còn hơn thế vẫn ban ân tình. Dù mình quên Chúa vẫn nhớ hoài, vì lỡ yêu rồi làm sao quên mình. Cũng may con còn có Chúa, nếu không chẳng biết làm hơn thế vẫn ban ân tình. Dù mình quên Chúa,